Ôi cây này nguyên một cái củ luôn rất là lực luôn em, rất hài bò luôn. Rồi chiều cao là 40 ha. Dạ 40 chiều cao. Dạ. Ở lá bự dưới chị Hạnh. Ừ, hoành là 14, cây này đang phát triển rất là tốt. Lá nó bự, nó dì cui lá hả cả nhà? Đúng rồi, cái như ý này chị thấy phát triển rất là tốt luôn. Ồ, nó dì cui, nó đậm đen luôn á. Cứng củ lắm. Này không là 30 nè em. Cái củ không là 30. Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Hạnh ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng mình chơi Tết với lại lấy bo mình ghép nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho chị Hạnh nha. Xin chào chị Hạnh. Xin chào em. Dạ. Dạ. Chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng gần xa ha. Thì dạ, hôm nay quay lại với kênh đó thì vườn mai của em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị một số giống mai về để mình lấy bo làm giống ha. Còn dạ, một số thành phẩm mình chơi Tết 2025. Dạ. Rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ ạ. Dạ. Giống đầu tiên ha chị giao lưu là siêu bông Sài Gòn. Dạ. Rồi siêu bông Sài Gòn hàng thùng nè cả nhà, hàng thùng C6 nha. Siêu bông Sài Gòn những hàng này thì mình ưu tiên mình lấy bo hả chị Hạnh ha. Đúng rồi, cái này dạ, mình thả mình lấy bo. Dạ, chiều cao của cái lô Sài Gòn này em lấy chắc cũng 40 ngoài hả chị Hạnh. Đúng rồi, 40. Dạ, 40 ngoài. Còn cái góc này cũng cỡ chừng cái bút bi đi hả chị. Ừ. Vậy cho dễ. Rồi đế cũng có quấn đế, có hình thú, có nói chung là đa dạng cả nhà ơi. Mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy chị? Cái này 50.000 một cây. 50.000 một cây. Dạ, rồi bao nhiêu cây gửi hàng bao ship vô chị? 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Dạ, 3 gửi hàng, 5 bao ship. Cái này mình nói chung là cái chọt này cũng khá là mập rồi cả nhà. Bo này mình về mình cũng có thể mình lấy liền được nè. Khá nhiều bo anh chị Hạnh ha. Đúng rồi. Dạ, siêu bông Sài Gòn. Rồi tiếp theo. Rồi tới siêu bông Bình Lợi ha. Siêu bông Bình Lợi. Đế cây nào cũng có quấn đế hết nha cả nhà. Đế kiểu đa dạng thôi, không có bị đập khuôn ha. Rồi bên đây thì Tết mình cũng có thể mình chơi bông được anh chị Hạnh. Đúng rồi, cái lô này chị ghép hồi đầu năm á. Dạ. Nên tới Tết là mình cũng một mùa mình có bông mình chơi được rồi đó. Dạ. Cái lô Bình Lợi này nó cũng cao mà tại mình vô dây mình gùng xuống anh chị Hạnh. Cũng khoảng 40 không em. Dạ. Cái này là siêu bông Bình Lợi nha cả nhà, cũng đồng giá thôi anh chị Hạnh. Đúng rồi, đồng giá. Dạ, đồng giá. Rồi hai giống này nha cả nhà. Rồi, tới mình tới giống thứ ba. Cúc hoa hồng Thanh Tú nè. Cúc hoa hồng Thanh Tú. Cúc hoa hồng Thanh Tú đây cả nhà ơi. Ở lúc này có mấy giống nó ôm nụ kim rồi đó chị Hạnh. Đúng rồi, mấy này là chị ghép lâu rồi. Dạ. Ghép trước Tết luôn. Dạ. Rồi trước Tết nhẹ hơn nửa mùa rồi cả nhà. Đó, để có đế hết hàng. Cúc hoa hồng Thanh Tú cái đọt nó đỏ đỏ nha cả nhà. Hàng cúc ha. Rồi đồng giá là 50.000 một cây luôn. Rồi, dảo như ý nè. Dảo như ý. Vậy mình có 5 giống hả chị? 5 giống thôi. Dạ. Đây là dảo như ý cả nhà. Dảo như ý thì nó non hơn so với mấy giống kia hả chị? Đúng rồi. Dạ. Chiều cao anh lấy nha. Lấy bo được. Dạ, lấy 3 tấc đi. 30 rồi. Đây cái nhà này đồng giá là 50.000 một cây luôn nha. Dảo như ý. Đó, tiếp theo. Rồi tới bạch mai Thái nha. Bạch mai Thái cũng đồng giá là 50.000 một cây luôn, cũng 3 cây gửi hàng, 5 bao ship hả chị Hạnh? Đúng rồi. Dạ, bạch mai Thái nè cả nhà. Rồi số điện thoại nhà vườn em xin phép để góc bên trái màn hình bên đây số điện thoại của chị Hạnh có Zalo nha cả nhà. Vô mã số đầu tiên là một cây siêu bông Bình Lợi ha. Dạ. Mã số 1. Mã số 1. Mã số 1 siêu bông Bình Lợi. Những hàng này cả nhà mình về mình cứ chận đọt là mình chơi bông Tết được nha cả nhà. Chiều cao là 50 ha. Dạ, bo là 40 ạ. Tới cái bo là 40. Dạ rồi, từ cái bo mình đó lên là 40. Hai mắt ghép ha. Hai chọc ghép. Rồi, hoành của cây này là 13. 13. Đây cả nhà ơi, mình ghép góc vườn ha. Còn cái lô hồi nãy là mình ghép góc nhớt á cả nhà. Hoành là 13 cho em xin một vòng luôn. Rồi. Mình cho lưu giá là nhiêu chị Hạnh à? Cây này đầu clip chị để 250 ha. 250.000 thôi cả nhà. Rồi. Có đế luôn nè. Bao ship ha. Dạ rồi, giá bao ship toàn quốc nha cả nhà. Cả nhà kiểm nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp nhà vườn nha. Và tiếp theo mình lên mã số tiếp theo. Rồi, mã số 2 luôn ha. Mã số 2. Đây là một cây giống bí vậy em. Giống như cây bí vậy đó. Cái cây này cái hồi xưa chắc để bí, giờ nó nở ra chị hả? Rồi. À. Rồi, mã này là cũng mã số 2, một cây siêu bông Bình Lợi luôn dạ. Ha. Chiều cao của bo không là 40 ha. Còn tới dưới đây là 60. Nó đi cành nhánh rất là nhiều luôn nè cả nhà. Cũng hai bo ha. Dạ. Rồi, hoành này là 11. Hoành là 11. Đây, đây là một cục. Ôi ôi nguyên một cục luôn nè cả nhà. Hồi xưa quấn bí chắc luôn á chị Hạnh ha. Ừ. Ừ. Quá tí cái củ, cái này mình khai thác xuống là nhìn nó đẹp lắm chị Hạnh. Đúng rồi. Ừ. Mình moi ra. Rồi gốc này mình giao lưu giá như chị? Cái này để 280 nè. 280.000 bao ship luôn. 280. Dạ. Ừ. Hàng này mình về mình lấy cũng khá khá bo á chị Hạnh. Dạ. Tết rồi cho bông Vivu luôn cả nhà. Cũng Bình Lợi luôn ha. Rồi mã số 3 đó nha. Siêu bông Bình Lợi ghép hai chọt, lô này mình ghép hai chọt không chị Hạnh? Hai chọt không, cây dạ, này rất là đạt luôn á, lô này mới khui luôn nè. Dạ. Rồi chiều cao này là 60 ha. Chiều cao là 60. Rồi hai bo ha. Dạ. Hoành của cây này là 14 thôi. Hoành là 14. Rồi có đế luôn nha cả nhà. Rồi gốc này mình giao lưu giá như chị? Cây này chị giao lưu 300 thôi. 300 ngàn cho mã số 3 nha cả nhà. Mấy cái này nó đi chèo rất là nhiều luôn nè cả nhà, mình về mình kéo lại. Lô chị mới khui luôn ha. Dạ. Về số lượng rất là nhiều luôn ha. Dạ. Số lượng còn nhiều hả chị? Đúng rồi. Dạ.
Thì thời gian đăng ký cũng có hạn cho nên nhà vườn mình lên một vài mã số cho cái nhà mình dễ lựa chọn thôi. Cái nhà muốn xem thêm cứ liên hệ chị giúp em nha. Mã số 4. Mã số 4 cũng một bình lợi luôn ha. Ừ, mấy cộng rễ lực lực không nè cái nhà. Gốc vườn mà mình lựa gốc có đế cái nhà. Đúng. Chiều cao là 50 ha. Dạ chiều cao 50. Cái này ghép 3 bo ha. 3 bo. À. Vành cây này là 15 em. Dạ rồi. Nè. Rồi để mình đẹp luôn cho cả nhà mình xem. Cái nhà mình về mình cứ mấy cái lá nách cái nhà cứ rong bớt hen. Rong mấy lá chân hen. Rồi mình Zalo nhiêu chị? Cái này 350 em. 350.000 bao bí ship. Cây này bự hơn so với đúng mấy rồi. Cây kia. Rất là to luôn. Dạ rồi, để em quay một vòng cả nhà mình xem. Mã này là mã số 4 hả chị hả? Đúng rồi, số 4 em. Dạ. Rồi, tiếp theo. Mình tới cái mã số 5 luôn chị ơi. Rồi, cây một cây này rất tuyệt đẹp luôn. Cây số 5 cũng bay. Đó. Cây số 5 cũng bự nè. Ôi, cây này bay, bay chắc cũng cỡ nửa thứ cho cả nhà. Đúng rồi. Cây này rất là đẹp luôn á. Mình về mình bấm 55. Chị mình về mình bấm lại nhìn cái cây nó ra cái hình liền ha. Đúng rồi. Đó. Cái này 4 bo ha. Dạ rồi. 4 bo luôn hả? 4 bo. Cái này hoành tới 16 luôn ha. Hoành là 16. Hơn 16 cho đến 16. Dạ rồi. Đây cả nhà ơi. Rồi mình cho lưu giá như vậy. Cây này 500. 500. Chị đo thử cái hoành cũ đi chị ha. Cũ hơi bự. Cũ này bự. Cũ này tới 34. 34 cũ luôn. Ôi ôi. Cái này 500. Rồi, cái này 500 nha cả nhà. Bài đẹp lắm luôn. Mấy cái này thấy bo vi vu luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo mình tới mã số 6. Nhà vườn mình còn nhiều cây. Ở đây cái lô này là mình ghép bình lợi với gì đó chị Hạnh? À bình lợi như ý nè, Nhị Ngọc Toàn. Ờ có Nhị Ngọc Toàn luôn. Có. Có Sài Gòn không chị? Sài Gòn thì cây già mùa không em? Cây già mùa chứ hàng này thì mình không có. Rồi. Cái này mình ghép được, nãy chị nói được bao lâu chị Hạnh? Này chắc khoảng 4 tháng rồi đó. 4 tháng hả? Cây này thêm một cây cũ rồi, một cây mã số, mã số 6 đi. Mã số 6 nè. Cũng như mình lên nhiều mẫu á, cho cô chú anh chị thích mình mẫu nào. Cây này số 6 hả chị? Cây này số 6 em. Dạ. Chiều cao chị lấy 40 thôi. 40 chiều cao. Ghép 3 bo ha. Dạ. 3 bo. Hoành là 15. Hoành là 15. Nè. Hoành là 15. À. Có đế luôn. Rồi nó nằm nè cả nhà. Nằm nguyên hết luôn cái phòng phòng này là phòng C10 á. Phòng C10 luôn, nó nằm bít luôn hả chị ha. Ừ. Gần bít luôn nè cả nhà. Rồi cây này có đế nhìn có duyên quá ta. Gốc này mình ghép được 3 chọt nha, cũng bình lợi nha cả nhà. Rồi cây này chị để 350 nha. 350 mã số 6 350 nha cả nhà. Rồi. Rồi. Cả nhà về mình cứ chuyển qua Nhị Ngọc Toàn đi. Dạ. Nhị Ngọc Toàn ha. Dạ rồi. Nhị Ngọc Toàn lên một cây một em nào cũng bay nè, VIP luôn. VIP luôn. Nhị Ngọc Toàn nha cả nhà. Mã số 1 ha. Dạ rồi. Nhị Ngọc Toàn có tối đa 3 cái mặt bông ở nhà, mặt bông kem là phổ biến ha. Vàng vàng ha. Vàng. Rồi, chiều cao là 40 em. 40 chiều cao. Cái em này là chị ghép 3 bo ha. Dạ. 3 bo. Lá xanh mơn mởn luôn, cái này mình xịt thuốc nha cả nhà. Mình xịt thuốc. À hoành này 12 em. Nè. Hoành là 12. Ôi ôi cây này cũng có cái bộ đế nè chị. Nguyên củ đế nè. Ơi có chừng ngã. Nguyên cái củ đế nè. Đó, cái này mình ghép được 3 chột nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Dáng quái quái ha. Cây này 350 em. 350 cho mã số 7 nha. Ủa giờ mã số 7 hay mã số 1? Mã số 1 của Nhị Ngọc Toàn. Vậy cho dễ phân biệt. Chứ nhiều mã số quá. Đúng rồi. Rồi tiếp theo. Mã số 2 của Nhị Ngọc Toàn nha. Mã số 2 ha. Cái này thì nó lùng lực hơn xíu. Dạ. Rồi. Chiều cao. Chiều cao này 35 thôi. 35 chiều cao. Đây là 2 bo ha. Dạ. À, hoành của cây này là 14. Hoành là 14. Cây này cũng có nguyên cái củ đế luôn. Nhỏ nhỏ gọn gọn. Mình cho luôn như chị. Cái này chị để 250 thôi. 250 bao ship nha cả nhà. Rồi, cây này là mã số 2 của Nhị Ngọc Toàn. Cả nhà cứ nói vậy là chị biết chị gửi cây ha. Còn cả nhà muốn coi kỹ hơn nữa thì cứ liên hệ chị xuyên thoại có Zalo cả nhà. Rồi, tiếp theo. Số 3. Mã số 3. Nhị Ngọc Toàn ha. Giống như hình thú à cả nhà ơi. Về mình để vô cái chậu. Chậu mình ép coi cả nhà. Rồi mình để bàn tết mình trưng ha. Chiều cao chỉ lấy 35 thôi, 2 bo ha. Dạ. Rồi. Hoành của cây này là 12. Hoành là 12 nè. Rồi, cây này mình ghép được 2 chột nè. À. Rồi, cây này cũng 250. 250 bằng giá luôn. Tiếp theo mình tới mã số 3. Mã số 3 này của số 3 Nhị Ngọc Toàn. Này số 3 nè. Ủa cây đó số 3 hả chị? Ừ. Dạ rồi. Rồi cây số 4. 4 nè. Rồi mã số 4 nè. Dạ. Cũng là cây Nhị Ngọc Toàn luôn. Này dạ rồi. Ghép được 2 bo em. Dạ. Rồi chiều cao 35 ha. Chiều cao là 35. Rồi. Rồi
Hoành thân. Hoành này là chỉ lấy 11 thôi. Hoành là 11, dạ rồi. Cây này nhìn rất là gọn luôn ha. Cái dáng bài bài ha cả nhà. Cây này cũng 250 vậy. Cây này 250 luôn. Dạ, nhìn ngọc toàn, lá xanh nha cả nhà. Hồi hồi có nguyên cái đế nè. Đó, nói chung là cây nào cũng có đế sẫm sẫm lên lòi lòi lên nè cả nhà dễ xem ha. Tiếp theo, rồi. Mình tới. Mã số 5 luôn cũng. Mã số 5. Cây này hoành nó hơi bự xíu. Dạ, hoành hơi bự, nó nằm dài luôn nè cả nhà. Rồi đây giùm em gốc này mình ghép được hai chột nha. Mình ghép vô mình đóng đầu cả nhà. Chiều cao. Chiều cao là 40 ha. 40 chiều cao. Thành hai bo nè. Ừ. Hoành thân. Chị đó tú có trên luôn. Dạ. 14. Hoành là 14. Ừ. Dạ rồi, đây cả nhà ơi, nó nằm dài nên khúc này có chừng như chị ha. Này cũng khoảng 2 tấc ha. Dạ. Cũng cỡ 2 tấc. Chị để 300 thôi. Rồi gốc này là mã số 5 của Nhị Ngọc Toàn nha cả nhà. Rồi. 200 ngàn hả chị? 300 ngàn bỏ ship nha cả nhà. Dạ rồi. Tiếp theo ha, chị đổi qua giống mới nha. Dạ. Giống Dảo Như Ý ha. Dảo Như Ý. Rồi mã số 1 nè. Ôi cây này nguyên một cái củ luôn nè. Rất là lực luôn em. Hai bò luôn. Rồi chiều cao là 40 ha. Dạ 40 chiều cao. Rồi. Ở lá bự dưới chị ha. Hoành là 14, cây này đang phát triển rất là tốt. Lá nó bự, nó dì cui lá hả cả nhà? Đúng rồi. Cái Như Ý này chị thấy phát triển rất là tốt luôn. Ồ nó dì cui, nó đậm đen luôn á. Củ này không là 30 nè. Cái củ không là 30. Cây này cái củ nở kinh khủng luôn. Rồi mình vô lưu như chị. Cây này chị vô lưu là 300 ha. 300 ngàn mã số 1 của Như Ý hả chị ha. Rồi. Dạ tiếp theo. Cây số 1 nha cả nhà. Rồi cây số 2 luôn chị. Nhà vườn mình còn số lượng nha cả nhà. Rất là nhiều luôn em. Nếu mà cả nhà muốn lấy số lượng, cả nhà liên hệ chị giúp em nha. Giá tốt hơn nữa nha. Rồi. Chiều cao là 35 em. 35 chiều cao. 35. Hoành là 12 ha. Dạ. Hoành là 12. Đây, để em quay một vòng cả nhà mình xem. Mình giá luôn nhiêu chị? Cái đó 250. 250 ngàn cho mã số 2 nha cả nhà. Tiếp theo, mình tới mã số 3 luôn. Số 3 ha, cái này giống dáng như giống con thú vậy đó. Rồi, hình thú luôn. Ôi, mé bên đây nè cả nhà. Mé này mặt tiền nè ha. Cái này mình cũng ghép hai chột cả nhà. Đúng rồi. Ít nhất là cũng hai chột hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Cái này 30 em. 30 chiều cao. 20. Cái lô này chị lựa hai bo không á? Dạ. 11, hoành dạ. 11 ha. Rồi. Này cũng dáng bài bài nè. Mình vô luôn như chị. Cái này cũng 250 luôn. 250 ngàn. 250 hả chị? Đúng rồi. Dạ rồi. Mã số 3 nha cả nhà. Giờ mình tới mã số 4 nè. Số 4 nè. Đó, này số nhiều 4. Lắm. Rồi cái dáng của hình thú chung nằm ngang ngã nè cả nhà. Nói chung cái lô này thì hoành nó cũng dao động khoảng chừng 11, 12, 13, 14 vậy. Dạ. Chiều cao cũng 30. 30. 20. Hoành là 12. Dạ. Mã số 4 này cũng 250 luôn em. 250 luôn nha cả nhà. Nói chung là nguyên cái lô này khoảng chừng bao nhiêu cây lần chị anh à? Cái lô này khoảng vài trăm cây em. Vài trăm cây. Em lên mã số vậy cho cả nhà mình dễ xem chứ em quên quay nguyên lô cả nhà mình không biết lựa cái nào khó hơn cái nghe cả nhà. Đúng rồi, vậy cho dễ chọn ha. Dạ. Rồi, mã số 5 luôn ha. Dạ rồi. Mã số 5. Chứ cái này mình đâu có thể diễn tả được cái cây thế nào để chọn nữa cả nhà. Cái chiều cao này 35 nè, cũng như tùy gốc. Tùy sở thích. Nên em cũng không biết làm sao. 12 quay mã số vậy chị. 12 nè. Dạ rồi, mình vô luôn như chị ạ. Cũng đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Dạ. Rồi tiếp theo. Dạ. Số 6 ha. Mã số 6. Dảo Như Ý nha cả nhà. Bông nó chùm lại nhiều. Ở bông nó dữ dằn lắm. Chiều cao là 35 nha. Đó. Bông nó nở chùm nha. Hoành 12. Dạ rồi. Mình vô luôn như chị ạ. Đồng giá 250. Dạ. 250 em. 250 luôn. Rồi. Cây này có cái đuôi nữa cả nhà. Mỗi cây mỗi dáng này. Dạ. Như cây này là dáng nó hơi cao xíu nè. Đó. Cây này là mã số 7 đúng không? Mã số 7 hả chị? Ừ. Cây này thân cây nó dặn dặn. Rồi, thân nó dặn dặn xíu nè cả nhà. Ừ. Rồi, chiều cao. Chiều cao 35 nè. 35 chiều cao. Ừ. Hoành 11 nè. Hoành 11, hai chột nha cả nhà. Hàng này thì cả nhà muốn lấy bo thì cả nhà mình nuôi cái tược cho dài ra, còn nếu cả nhà muốn chơi bông á thì cả nhà cứ canh 3-4 mắt lá, cả nhà cứ bấm ngang ha. Còn mình vô lưu nhiêu chị? Cái này cũng 250 luôn em. 250 ngàn luôn. Dạ. Tiếp theo. Rồi tới mã số 8. Mã số 8 nha cả nhà. Đó, nhiều dáng vậy đó em. Luôn. Em thấy có, nói chung là dáng nó tương tự thôi chứ đập khuôn là không có rồi đó cả nhà. Chiều cao này là 30 thôi. 30 chiều cao. Quanh 12. Dạ rồi. Dạ. Cái chân là mỗi cây mỗi khác, cái chiều dài mỗi cây mỗi khác cả nhà, cũng không biết sao. Rồi mình vô lưu giá là 250. Dạ. 250. 250. Dạ rồi. Dạ. Ở đây gần hơi gần lộ cho nên nó hơi ồn xíu cả nhà mình thông cảm nha. Dạ. Rồi, tiếp theo. Cây này là cây số 9 ha. Cây số 9. Dạ. Rồi.
À, chiều cao 30. Chiều cao là 30 nha. Dạ. Hoành là 11. Dạ rồi. Cái đó cũng 250 thôi. 250 luôn. Dạ. Mà số 9 nha nha, giảm như ý nha. Rồi, tiếp theo. Rồi. Còn nhiều cây lắm nha cả nhà. Rồi, cây này nữa nè. Dạ. Mã số 10 cũng hai chọt ghép luôn. Cả nhà thích đế cũ cũng có, thích hình thú cũng có, hay thích bay, thích trực gì cũng có nha cả nhà. 40 chiều cao. Hoành 12. Dạ. Rồi, cả nhà thích cái hàng lấy bo cũng có, cái hàng mình chưa Tết cũng có luôn. Mình cho luôn như chị ơi. Nó 250 luôn. Dạ rồi, 250.000 bao ship luôn nha cả nhà. Dạ. Mã số 10 nha. Tiếp theo là lô chậu ha em. Dạ. Chậu lô giảo như ý nè. Giảo như ý. Cái mã đầu tiên là mã số 1 ha. Dạ rồi, hàng này hàng lớn, hàng lấy bo này. Nhiều bo chị Hạnh, nhiều đây biết nhiều bo chị Hạnh. Quá nhiều luôn. Rồi chị đơn rồi, chiều cao. Chiều cao là 80. 80 chiều cao. Sáng ngang cũng 8-90 luôn. Hàng thả nha cả nhà, hàng này là chưa bấm lần nào nha cả nhà. Cho cả nhà mình về mình lấy bo vi vu luôn. Hoành 18 em. Hoành 18. Cái này giống như thú. Giống như hình thú rồi cả nhà. Cái cũng rất là gắt luôn ha. Gốc này mình ghép được nhiêu chọt lên chị Hạnh? Nhiều quá chị Hạnh ơi. Chắc khoảng hơn 10 quá em. Điếm này lâu lắm ạ. Đúng rồi, nhiều lắm cả nhà ơi. Tàn nó rất là tàn luôn nha. Dạ rồi, đây cả nhà. Quá chừng bo luôn rồi, bo này là bo lấy liền luôn nè cả nhà. Đế rất là đẹp luôn ha. Trời này, ơi. Này chị lên nhiều cái đế cho cô chú chị. Dữ dằn thì cái cây này nó bự. Tết cây này thì bông thôi khỏi nói luôn chị Hạnh ha. Rồi gốc này mình vô luôn như chị. Cây này 2.2 chị bao ship ha. 2.2 bao ship. Ship chậu ạ. Dạ. Bao ship gửi luôn chậu hả chị ạ? Đúng rồi. Chậu dạ rồi. 2.2. Dạ, mã số 1 nha cả nhà, hàng chậu. Cả nhà cứ nói vậy là chị biết gửi cây ha. À, số 2 ha, cũng dạ. Cây giảo như ý ha. Rồi cây này hoành 19 nè. Hoành là 19. Này gửi 20 mình dạ 19 rồi. Thôi ha. Để em xây cái đế trước cho cả nhà mình xem cái đế trước nha. Cây này thì thôi giữ dằn luôn á. Ngắn trực đế nó hơi nơm ha em. Dạ. Thân nó cũng hơi lắc chỗ này một xíu nè cả nhà, dáng trực tàn thông. Rồi, đo mang cái chiều cao đi chị. Cho bà chị đo thấp xuống đây thôi nha, cao dạ. Quá. 90. Chiều cao là 90. Bà chị ở cái cây này còn mét. Hơn cây kia cái nhà. Ừ. Quá chừng luôn nè. Tán ngang cũng 90 luôn ha. Nó màu lớn. Thôi em thấy nè. Nè, rất là mập luôn. Tán ngang nãy chị đo nhiêu vậy? 90 luôn cả mét thôi mà thôi chị từ đều hết trơn nè. Cái này là cây này lấy ngoài ở ngoài 100 bo hả chị Hạnh? Ừ, nhiều hơn nữa chứ. Hơn nữa ha. Ừ, để mình lấy nè, mấy cái này giờ mình tỉa xuống cho trong tay nè. Nè. Trời thâu luôn. Đúng rồi. Ừ, cái này. Ừ. Rất là mập luôn. Quá chừng cái cây, cả nhà muốn lấy bo nhiều cả nhà cứ lựa những cái cây như vậy nè cả nhà. Ừ. Bo mập rất là phát triển rất là khỏe luôn. Trời ơi, chị Hạnh đứng kế bên là thấy cái cây khủng hoảng không? Khủng hoảng luôn. Rồi, hôm nay mình cho luôn như chị. Cũng 2 triệu 2 luôn em. 2 triệu 2 bao ship luôn ha. Ừ. Dạ. Mấy cái này mình vuốt vuốt lên mình gửi hả chị Hạnh? Được em, này đóng gỗ. Đóng kiện gỗ. Đúng rồi. À, đóng kiện gỗ gửi luôn nguyên cái chậu lên về luôn nha cả nhà. Góc này là mã số 2 nha. Chị ơi, cái lô này mình có nhiều không? Nhiều em, cây mã số 3 ha. Dạ. Mã số 3. Cây này là cây hình thú nha cả nhà. Ở sau nó có một cái đuôi nữa nè, cả nhà mình nuôi cái đuôi này bự bự lên mình ghép cũng được. Rồi đó mang cái chiều cao luôn. Như ý đó chị ha. Ừ. Dạ. Chiều cao là một thước cả nhà. Hàng thả. Một mét luôn ha. Cả nhà mình về mình nhớ bấm lại nha. Mình lấy bo còn không lấy bo thì cả nhà mình cứ bấm lại mình chơi Tết. Quá chừng bo luôn nè. Kinh khủng kêu bo luôn. Bo nào bo nấy, nói chung là cũng cây này hoành 23 ha. Hoành là 23, mình đo ngay chỗ đó là 23. Ừ. Còn mấy cây này là ngoài chục chọt rồi ghép hết trơn hả chị ha. Rồi cũng rất là tròn luôn nè. Đó. Dạ. Rồi, có một số chỗ nó cũng có ôm nước nụ rồi cả nhà. Mình giao lưu cây này nhiêu chị? Cây này chị giao lưu là 2.5 triệu. 2.5 triệu để hình thú nha cả nhà. Cho em xin dòng đi chị Hạnh Hạnh ơi. Đây cả nhà ơi. Cây này là mã số 3 nha. Quá chừng cái bo luôn. Nhiều lắm, nhiều bo, cây nào cũng ngoài 100 bo hết trơn nha cả nhà. Chị mình chưa có chỉnh sửa, chỉnh sửa. Dạ. Tàn nó tròn. Đúng rồi, mình chỉnh sửa mình kéo lại cái là nhìn nó đẹp lắm nha cả nhà. Rồi, mã số 4 em cũng dạ. Một cây giảo như ý nha. Giảo như ý nữa nha cả nhà. Hoành 20. Dạ rồi, hoành là 20. Rồi, gốc này thì cũ nở nha cả nhà. Này bo rất là nhiều luôn ha. Dạ. Chiều cao này 95. Cái hàng chậu này thì bao qua lấy bo luôn cả nhà ơi. Chiều cao là 95. 80. Tán ngang là 80. Này dạ. Là bo khoảng hơn 10 chọt ha. Rồi rồi. Nhiều lắm, mình đếm không có xiết. Rồi. Cho em xin dòng đi chị. Thầy cả nhà. Đó, góc này là mã số 4 hả chị? Mã số 4 nha. Dạ, mã số 4 nha, nhà giảo như ý nha. Góc này mình giao lưu với giá là? Cái này 2.5 triệu. 2.500.000 bao phí ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 5 ha. Dạ. Cũng là một cây giảo như ý. Đây chị đọc cái hoạch đó.
này bẻ rất là gắt luôn em. Dạ. Cái thân cái thân dặn qua là cái nha. Ừ. Khúc này chị đo cái nhỏ nhất đi. Hoành mình đo múc ở trên luôn nha. Hoành là 16. Ừ. Dạ rồi. Cái nhỏ ở dưới thì nó bự hơn nha cả nhà. Tay cành cái cây này nó đóng cũng đều nha. Hoành mình đo được chỗ đó, đó là nhiều. Đó. Chỗ cái eo nha cả nhà. Có eo 20 em. 20. 20 á. Đây cả nhà, cái dàn tay cành cây này đóng cũng rất là đều nữa cả nhà. Cái này mình cũng ghép là dảo như ý nữa nha. Cao là 85 thôi. 85 chiều cao. Đo phỏng phỏng thôi chứ không dạ. Có tới 90 ha. Dạ rồi. 90. Cho em xin vòng đi chị. Ừ. Mấy này là chỗ 5 hả chị? Chỗ này chỗ 4 không ạ? Chỗ 4. 4,5. 4,5 gì đó. Dạ. Rồi, góc này mình giao lưu với giá là cây này 2,3 triệu chị bao ship. 2,3 triệu bao ship luôn. Dạ. Dảo như ý nha cả nhà. Trở luôn nguyên cái chậu này. Hàng này thì nhà vườn sẽ mình đóng kiện gỗ mình gửi nha. Mã số 6 ha. Dạ. Là một cây dảo như ý. Dạ rồi. Dán trực ha cả nhà. Dán trực hình thú, dán bay gì nhà vườn mình cũng có hết trơn, cả nhà cứ liên hệ chị giúp em nha. Rồi, 19 ha. Dạ, hoành 19. Cây này cũ nở cả nhà. Cây này dán trực tàn thông ha. Chiều cao 80 ha. Dạ. Cả nhà mình thấy nó thượm lượm thượm vậy á, cả nhà mình về mình bấm lại nha. Mình bấm lại cho nó đi cho nó cứng cằm. 70 nè. Dạ. Đó này thả rồi. Để mình lấy bon cái chứ để mình ấy vô sâu quá. Ở dạ. Còn cái cách chăm mai làm mai làm sao thì cả nhà cứ liên hệ chị đi, chị chia sẻ cho cả nhà nha. Đúng rồi, nhà vườn mình dạ. Sử dụng như thế nào thì mình hướng dẫn dạ. Cô chú chị mình đi. Cách chăm sóc làm sao rồi cách tỉa cây làm sao á, cả nhà cứ liên hệ chị nha. Chiều cao 8,000 nãy mình đo cho chị. Rồi. Dạ. Góc này mình giao lưu với giá là cây này chị để 2 triệu thôi. 2 triệu bao ship luôn. Rồi, cây này cũng có đế nha, đế cũ nở ha cả nhà. Góc này là mã số 6 nha, dảo như ý. Cuối clip thì cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi kênh, ủng hộ dạ. Kênh cũng như ủng hộ nhà vườn trong thời gian qua ha. Cũng dạ. Rất mong cô chú anh chị mình xem clip và cũng ủng hộ nhà vườn tiếp ạ. À. Qua số dạ. Điện thoại là 0396730115 ạ. À. Rồi em xin cảm ơn và xin chào. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.